viên Trần Văn Thầm là lính Úc gốc Cộng Hòa, đặc vụ viên Nguyễn Công Thanh đoàn Hà Nội gốc Đảng Thanh, trong ca chiến thả Phạm Văn Phú các đại tá công nhân, các trong ca chỉ huy viên chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Trận đấu tiếp theo là trận khởi động Tạ Đình Đức. Hiệp 2, bắt đầu.
Sau đây thì đấu với số điểm 4/3 của Nguyễn Công Thành Giỏi, bàn kết thúc các cuộc.